Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin tổng hợp những chuyện kỳ lạ trong cuộc sống bốn phương. Thưa quý vị, mới đây tại Indonesia đã xảy ra một sự việc dở khóc dở cười khi một người đàn ông đã đánh rơi mất vợ của mình trong lúc chở người vợ và con gái về quê dự lễ ăn chay, một ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, anh Arif Romando, người Indonesia, trong lúc đưa vợ và con gái về quê dự lễ ăn chay, một ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo, thì bị lạc đường. Dừng lại để kiểm tra phương hướng, anh Arif Romando vô tình khiến vợ hiểu nhầm rằng muốn đi đổ xăng tại một trạm xăng gần đó. Vì vậy, cô đã xuống xe ngồi chờ chồng. Kết quả là Arif Romando hoàn toàn không để ý vợ mình đã xuống xe. Sau khi xác định được phương hướng, anh vội vàng lên xe máy và phóng đi, để lại vợ mình đứng ngẩn người ở đó. Khi đã đi được khoảng 80 km, cô con gái bất ngờ hỏi: "Mẹ đâu rồi hả bố?" Lúc này Arif Romadon mới quay lại kiểm tra thì hoảng hốt không thấy vợ đâu, lo lắng vợ bị tai nạn rơi khỏi xe do va quệt, anh vội vàng quay về tìm vợ. Dọc đường tìm mãi không thấy bóng dáng vợ, Arif Romadon không cầm được nước mắt, quyết định đỗ xe lại, gọi điện báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Lúc này Arif Romadon mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hóa ra là cảnh sát gọi đến, thông báo với Arif Romadon rằng vợ anh hiện đang trong đồn cảnh sát, yêu cầu anh đi đón vợ càng sớm càng tốt. Và cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát, cả gia đình ba người đã được đoàn tụ trở về quê nhà một cách an toàn, cùng gia đình, người thân và bạn bè đón lễ ăn chay đáng nhớ. Thưa quý vị, mới đây, chính quyền Bali đã trục xuất một nữ du khách Nga tên Kosikher vì chụp ảnh khỏa thân cạnh cây đa 700 năm tuổi. Inega Sukadana, quan chức cơ quan pháp lý và nhân quyền Bali, Indonesia ngày 17 tháng 4 cho biết, nữ du khách Nga tên Luisa Kosikher, 40 tuổi, đã rời hòn đảo về Moscow một ngày trước đó. Kosikher đã bị bắt hôm 12 tháng 4, sau khi bức ảnh khỏa thân của cô dưới cây đa 700 tuổi lan truyền trên mạng xã hội. Những người theo đạo Hindu trên hòn đảo vốn tôn kính cây đa đã rất tức giận trước hành vi này. Theo SCMP, nữ du khách đã khẳng định ảnh khỏa thân được chụp từ vài năm trước và cô không biết cây đa đó được người dân địa phương tôn sùng. Kosikher tự giới thiệu bản thân là một nhà đầu tư bất động sản tới Bali hồi tháng 1 với visa tạm trú có hiệu lực đến tháng 12 năm 2024. Việc trục xuất Kosikher diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi một người đàn ông Nga cũng bị bắt và trục xuất khỏi hòn đảo vì đăng một bức ảnh bán khỏa thân chụp trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng. Bali đã tuyên bố sẽ xử lý những du khách cư xử không đúng mực sau khi nhiều người có hành vi thiếu tôn trọng với văn hóa trên hòn đảo. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết đang thúc đẩy chính quyền địa phương hoàn thành hướng dẫn cho du khách muốn tới thăm Bali. Hội đồng du lịch Bali đang xúc tiến chiến dịch quảng bá yêu cầu khách du lịch cư xử tôn trọng tập quán của địa phương. Chính quyền địa phương mới đây đề xuất cấm du khách thuê xe máy nhằm hạn chế tình trạng lái xe ẩu. Cơ quan nhập cư Indonesia cũng bận rộn trục xuất những người nước ngoài làm việc bất hợp pháp bằng thị thực du lịch hoặc vi phạm luật pháp địa phương. Meli Laivan, người có biệt danh nàng tiên cá, phá kỷ lục Guinness khi bơi hơn 48 km quanh vịnh Bikini ở Miami, nhặt hơn 9 kg rác. Theo hãng tin Reuters, Meli Laivan, 32 tuổi, mới đây đã lập kỷ lục Guinness khi bơi được 48,2 km quanh vịnh Bikini ở Miami, bang Florida, Mỹ, trong khi đeo đuôi tiên cá. Cô đã hoàn thành quãng đường này trong 14 tiếng 15 phút, thu gom được hơn 9 kg rác. Theo Laivan chia sẻ trên Instagram, số rác này do cô và các thành viên trong đội thuyền kayak đi cùng thu gom. Ở những nơi mà Laivan không thể với tới, họ sẽ giúp cô dọn rác. Laivan cho biết, việc mọi người vứt chai nhựa bừa bãi trên đường phố khiến hệ thống cống bị nghẽn, mực nước trong khu vực dâng cao. Khi nước thoát đi, những chai nhựa này cũng bị cuốn theo, gây ô nhiễm các vùng biển ở Miami. Vịnh Bikini đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Theo báo cáo hồi tháng 2 của Sở Bảo vệ Môi trường Florida, mức độ ô nhiễm và mật độ rác thải tại đây vẫn rất cao, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái trên biển. Meli Laivan sinh ra ở Estonia, từng giành chức vô địch bơi lội vùng Baltic trước khi chuyển tới Florida sinh sống.
Ý tưởng bơi khi đeo đuôi cá được cô lấy cảm hứng từ cá heo và nhiều sinh vật biển khác. Lyvon chia sẻ, việc đeo đuôi cá khi bơi cho thấy những khó khăn mà động vật biển gặp phải khi vướng vào túi nhựa do con người vứt xuống nước. Có nơi bốc mùi như toilet và rất nhiều cỏ biển. Tôi từng đi xuyên qua nhiều chỗ cỏ dày. Tôi từng bị sứa đốt, bị sinh vật phù du cắn, miệng bắt đầu nổi ngứa. Thưa quý vị, một nữ kế toán 63 tuổi ở Trung Quốc tên Bao Khải Hoa đã lấy cắp 6,3 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 22 tỷ đồng, từ chủ công ty nơi bà làm việc để trả nợ tiền cờ bạc cho con trai 37 tuổi. Người phụ nữ ở Thượng Hải, Trung Quốc và con trai tên Tưởng Hiểu Tấn đang bị truy tố vì tội lừa đảo. Theo Shanghai TV, từ năm 2019 đến năm 2021, nữ kế toán họ Bao đã lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của ông chủ một cách có hệ thống. Công ty phát hiện số tiền lớn trong tài khoản biến mất và báo với cảnh sát. Lúc đó, tài khoản của công ty chỉ còn 20 nhân dân tệ. Khai với cảnh sát, bà Bao cho biết bà lấy số tiền này vì biết con trai nợ nần cờ bạc quá nhiều và muốn giúp con trả nợ. Ý tưởng lấy tiền của công ty cũng do người con trai gợi ý cho mẹ mình. Sở dĩ hành động lấy trộm tiền từ tài khoản của bà Bao đến bây giờ mới bị phát hiện, bởi mỗi lần bà chỉ lấy một khoản nhỏ. Theo nhân viên điều tra, nữ kế toán này không lấy một lúc cả cục tiền 6,3 triệu nhân dân tệ mà chia ra làm nhiều lần. Điều này khiến công ty khó phát hiện ra số tiền bị mất cho tới khi tài khoản cạn kiệt. Bà Bao cho biết đây không phải là lần đầu bà giúp con trai trả nợ tiền cờ bạc. Năm 2005, khi Tưởng còn là sinh viên đại học, bà đã phải chi cho con trai 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ đồng để trả nợ tiền thua cờ bạc. Và sau đó, tuy nhiên, thói nghiện cờ bạc của con trai bà Bao vẫn không dứt và sau đó còn mắc nợ 1 triệu nhân dân tệ 3,4 tỷ đồng, khiến bà Bao phải bán hết tài sản để trả nợ cho con. Năm 2014, bà Bao lại triền miên trả nợ cho con trai. Lúc này, Tưởng thuyết phục mẹ ăn cắp 1,2 triệu nhân dân tệ, hơn 4 tỷ đồng, từ bạn thân của bà Bao. Nhưng càng chơi cờ bạc thì Tưởng càng thua và bà Bao quyết định lấy cắp tiền của chủ nơi bà đang làm việc để giúp con trai. Tại cơ quan điều tra, Tưởng nói mình rất hối hận bởi vì mình mà mẹ phạm tội ăn cắp. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Đa số mọi người phản đối cách giúp và nuông chiều con của người mẹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ông Ngô Vĩ Nhân, nhà thiết kế chính của chương trình Thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc đã cho biết, sứ mệnh của tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 6 dự kiến được thực hiện vào khoảng năm 2024. Nhiệm vụ chính là lấy mẫu ở vùng tối của mặt trăng và mang các mẫu vật này trở về trái đất. Đây cũng là lần đầu tiên con người thu thập mẫu đất tại vùng tối của mặt trăng. Tàu Hằng Nga 7 được lên kế hoạch phóng vào khoảng năm 2026. Nhiệm vụ chính của con tàu này là đi đến cực nam của mặt trăng để tìm các bằng chứng về nước. Nhiệm vụ này rất phức tạp và có độ rủi ro rất cao. Hằng Nga 7 dự kiến sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng. Cũng theo chuyên gia này, Hằng Nga 7 chỉ là một phần trong giai đoạn thứ tư của sứ mệnh thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Trong tương lai, nó sẽ cùng với Hằng Nga 8 tạo thành mô hình cơ bản của trạm nghiên cứu khoa học mặt trăng quốc tế mà theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước năm 2030. Nằm trên bờ biển phía nam của Iceland, Reynisfjörður là một trong những bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, có một điều cần phải lưu ý là du khách khi mà đến vùng biển này thì không được phép xuống tắm và luôn phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 30 mét. Với 130 ngọn núi lửa lớn nhỏ, Iceland nổi tiếng với rất nhiều bãi biển cát đen được sinh ra từ đống tro tàn của dung nham núi lửa sau các đợt phun trào. Độc đáo nhất phải kể đến là Reynisfjörður với một màu đen tuyền, kỳ vĩ và bí ẩn. Bãi biển nằm ở miền nam Iceland, cách thủ đô Reykjavik khoảng 177 km, được bao quanh bởi các cao nguyên và vách đá dựng đứng hùng vĩ. Và nơi đây thì còn được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 10 bãi biển đáng để ghé thăm nhất hành tinh. Và khi đến tham quan vùng biển này thì du khách sẽ có cảm giác như đang đi lạc vào một miền viễn tưởng, bởi không gian và khung cảnh nơi đây thì đẹp và huyền diệu đến mức choáng ngợp. Và do sóng biển ở Reynisfjörður đặc biệt rất mạnh và hung tợn, vì vậy du khách được khuyến cáo chỉ nên đi dạo, tuyệt đối không xuống biển tắm và cũng không được quay lưng lại với sóng biển.